Con gái đầu lòng nhà Quyền Linh mới 3 tuổi đã thuê bố đóng quảng cáo. Bên cạnh sự nổi tiếng của ông bố MC, Lọ Lem được công chúng biết đến bởi nhan sắc cực kỳ xinh xắn và tỏa nắng ở tuổi 16 rực rỡ. Những hình ảnh của cô bé đăng tải đều nhận được lượng tương tác lớn từ người hâm mộ. Không hổ danh là ái nữ của nam diễn viên đình đám một thời. Mới 3 tuổi, Thảo Linh đã được tin tưởng đóng quảng cáo cùng bố mẹ. Trên mạng xã hội đang truyền tay nhau rõ clip ghi lại khoảnh khắc con gái đầu lòng của nam MC đóng quảng cáo một khung cảnh từ bánh ngọt, biểu cảm đáng yêu trên gương mặt xinh xắn của Lọ Lem nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả. Đáng chú ý hơn cả chính là cả thân diễn xuất tự nhiên đáng yêu của nhất từ khiến tất cả người xem hãi hùng tan chảy. Như bố từng nêu nguyện vọng không muốn con cái thời nghệ thuật, nhưng Thảo Linh đã thể hiện tài năng kế thừa từ bậc sinh thành khi cân nhiều loại hình khác nhau từ diễn xuất, đánh đàn đến nhảy múa. Dù còn rất nhỏ nhưng sự dạng dĩ và biểu cảm linh hoạt của bé đã phần nào khẳng định trên trội của gia đình Quyền Linh. Hiện tại khi đã là cô bé 16 tuổi, Thảo Linh nhanh chóng thu về lượng fan ổn định với sắc vóc cao vượt trội cùng với một gương mặt không bóc chết. Ngắm nhìn nhiều bộ ảnh của ái nữ nhà nam MC, công chúng không khỏi xuyến xa và mạnh dạng dự đoán góp tiền chắc suất hoa hậu mới đáng duyên với sân khấu xinh đẹp, nhận được sự kỳ vọng và đánh giá cao. Tuy nhiên gia đình Quyền Linh lại vẫn ưu tiên cho con phát triển một cách tự nhiên, tránh thị phi và hạn chế hoạt động cho biết. Thay vì chạy theo hào quang, anh kính trọng cho Thảo Linh tập trung học hành và phát triển những kỹ năng mềm. Chính vì lẽ đó mà có thể thấy vẻ đẹp của công chúa đầu lòng chính là sự tổng hợp của nhan sắc trong trẻo và trí thức.